Ừ, cho con hỏi nếu ra đường mình bị phạm luật giao thông mà bị bắt lại sau đó mình thay vì đóng phạt theo biên lai nợ vào kho bạc nhà nước thì mình lại đưa tiền cho anh công an cầm mấy anh giữ làm tiền riêng để tốn ít hơn và đỡ mất công sức đi đóng phạt thì mình có phạm giới hay mang nghiệp gì không sư vì việc này sẽ ra rất nhiều bản thân cái việc hối lộ đó thì nó là cái nghiệp bất thiện ừ. bởi vì uh, thứ nhất á, là mình uh, tiếp tay cho người khác ăn trộm tài sản lẻ ra thuộc về nhà nước ở đây sư không có nhắc đến cái chuyện là người ta bẫy mình để mà mình phạm lỗi nha trong trường hợp là mình phạm lỗi đó thì mình phạt thì cái tiền đó lẻ ra thuộc về nhà nước mà mình lại tạo điều kiện để cho người ta ăn cắp đó. thì cái đó là cái nghiệp bất thiện mình thì mình không phạm giới trộm cắp nhưng mà mình làm một cái lỗi đó là mình đưa hối lộ nó có một số cái nghiệp báo tương ứng như thế này là khi mình làm cái hành động kính khuất thì nó sẽ gây ra một số cái quả báo nặng nề ở trong ở trong tận lục nó có đề cập đến một cái vị một cái con ngạo quỷ mà nó ôm hai cái âm hành đó ôm um, hai 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 cái hòn nó nó vác lên trên vai như vậy rất là bự nó vác vác lên trên vai và cái con những cái con con này con kia con chim con quạ rồi, rồi con kền kền nó nhào tới nó mổ bởi vì người đó uh, khi còn làm loài người đó là một vị chịu trách nhiệm chấp hành pháp luật thực thi pháp lý nhưng mà vị này ăn chặn đầu này, ăn hối lộ đầu kia. Và cái việc nhận tiền như vậy đó, ở trong cái chỗ kính khuất, thì nó sẽ bị cái nghiệp như vậy. Rồi đó là sanh làm ngạo quỷ ha. Rồi còn khi mà sanh làm loài thú thì họ sẽ làm những cái loài mà thích hang, thích hóc, thích chui vào những cái chỗ kính khuất. Uh, ví dụ như uh, con rết rồi con trùng con này con kia mà thích những cái chỗ mà kính khuất đó thì nó là cái nghiệp như vậy còn mình á khi mà mình tạo cái, cái nghiệp bất thiện mình cũng tạo cái nghiệp đó trong cái việc mà kính khuất ha à, cái trong cái chỗ kính khuất thì coi chừng mình cũng sẽ tạo cái nghiệp tương tự như vậy cho nên À, phạm giới thì năm giới cư sĩ thì không có phạm giới nhưng mà như sư nói biết bao nhiêu lần không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp nhà chúng ta vẫn tạo nghiệp bất thiện như thường và cái nghiệp bất thiện đó có thể dẫn chúng ta đi địa ngục nhà quỷ súc sanh đi đến các cảnh giới xa đọa cho nên à, đương nhiên thì cái cái gì nó cũng có nhiều mặt ừ. Ờ à, không biết là cái thời đại này là thời thời đại gì rồi người ta mua hàng ở trên mạng được à, mà đóng tiền phạt mình không có mình không có đóng online được mà mình cứ phải tốn công tốn sức tốn thời gian tốn mấy cái đó để làm cái gì thì nó kẹp quá đấy à... thành thử á ừ. Ừ. tránh làm những cái chuyện kính khuất thì đó là cái điều nên ừ dù cho vì cái chuyện đó đó mà mình phải tốn nhiều thời gian công sức hơn thì nó vẫn đáng so với cái chuyện mà mình lãnh cái nghiệp thì nó không có đáng chút nào hết